nhất trí cho nổi ngài mồm mới phải càng chỉnh chứ đây là cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống hàng ngày là quan trọng để trao chuộng bồi trao đổi ngôn ngữ tôi tắt trao đổi ngôn ngữ các chuyện vì chúng ta sống mỗi ngày từ sáng đến tối từ sáng đến đêm chúng ta ngủ để có tối dần chúng ta thức dậy sáng mỗi sáng chăm sóc sáng chúng ta ăn sáng chúng ta chuẩn bị để đi làm việc đi học chuẩn bị đi làm việc để đi làm việc đi học chuẩn bị là chúng ta tâm làm tâm tâm ồ ăn sáng nào muốn ăn nào ăn cuộc sống hàng ngày là quan trọng sau đó sau chúng ta ăn sáng chúng ta chuẩn bị chúng ta mặc áo để đi làm việc hoặc đi học sáng nay mỗi sáng nay chúng ta đi làm việc chúng ta đi học báo báo xe máy ô xe buýt ô tô đi làm việc chúng ta cấp nhân bản chúng ta đang làm việc ở công ty sau đó sau chúng ta đang làm việc chúng ta ăn quay chú ăn quay chú bôi nhân viên bán bì của công ty sau chúng ta ăn buổi trưa chúng ta nhìn có một chỗ sau đó chúng ta đang làm việc khi chúng ta kết thúc làm việc chúng ta đi nhà hoặc đi thể dục luyện tập thể dục ô đi nhà chúng ta nào ăn món ăn để ăn tối sau chúng ta ăn tối chúng ta đi ô chúng ta đọc sách và chúng ta tin nhắn Facebook ô chúng ta sử dụng tập truyện chúng ta sử dụng internet chúng ta xem phim TV sau đó chúng ta đi nu một tôi là cuộc sống hàng ngày tôi là cuộc sống hàng ngày tôi là cuộc sống hàng ngày AI em AI nói về cuộc sống hàng ngày cho mọi người AI nói về cuộc sống hàng ngày cho mọi người AI có thể nói về cuộc sống hàng ngày cho mọi người để học tiếng Việt.
Thôi cô vào vào nhạc kiến à, thôi cô nhạc kiến nhắc chi hằng ngày tại là tu tôn hẳn và tăng này là quan trọng vì chúng ta chào tôn một chữ ăn một chào sen một chữ vì chúng ta còn một đèn dài trước mắt tôi đã sẵn sàng để sẵn sàng mãi bồi đại năng luôn và nhiệm vụ chúng ta tức dậy cùng nhau và bắt đầu ngày mới với một buổi sáng mới mẻ sau đó chúng ta chuẩn bị đi làm học và đón ngày mới tại sao tăng này quan trọng tăng này đặc biệt vì chúng ta tôn trọng những sự kiện như việc cấp cô ngồi mỗi và tham gia các hoạt động mỗi mẹ trong công việc và cuộc sống chúng ta làm gì vào buổi sáng chúng ta thức dậy ăn sáng chuẩn bị trang phục và bắt đầu thì làm hô thì hô tuổi theo lịch trình của mỗi người chúng ta làm gì sau giờ lắm sau khi kết thúc
công việc chúng ta không thể về nhà nghỉ ngơi tập thể dục hoặc ăn tối của gia đình. À, với tôi là tôi xem thư giãn, xem phim, lục mạng xã hội hoặc đọc sách. Chúng ta đang làm việc ở đâu? Hiện tại chúng ta làm việc tại công ty ở Nam Định. Nói cô không chỉ yêu về bà đồng tôi tuyệt vời. À, chúng ta chắc chỉ là thế nào sao chứ lắm. Sau giờ làm chúng ta có thể tu diễn bằng cách xem TV, xem phim, trò chuyện cùng bạn bè qua tin nhắn hay lướt Facebook. Tôi có thể chia sẻ nội dung giọng nội nhạc kỳ hàng ngày chia sẻ.